Hello mọi người, đợt này nhiều bạn hỏi mẹ Hường là có biết biết gì để con cao lớn phổng phao hẳn đó nha. Thì hôm nay mẹ Hường sẽ bật mí cho các mẹ một xíu xíu kinh nghiệm nuôi con của mẹ Hường đây nè. Bình thường mẹ Hường rất ưu tiên về dinh dưỡng và vận động nhé. Mình luôn khuyến khích con vận động chơi các môn thể thao tập luyện để giúp xương phát triển. Được cái là con cũng hợp tác lắm đấy nhé. Còn về dinh dưỡng thì mình cho con ăn đầy đủ các nhóm dưỡng chất, đặc biệt là kết hợp bổ sung thêm cho con Osami High Kit để giúp con cải thiện chiều cao đột phá, cao lớn vượt trội nha cả nhà. Sản phẩm này có thành phần bộ ba cao lớn, canxi chứa hàm lượng canxi cực cao tới 2.100 mg trên 300 g với hai nhóm canxi aquamin F và canxi carbonate chiết xuất từ tảo biển đỏ giúp cơ thể dễ dàng hấp thu canxi, đặc biệt là có MK7, vitamin D tăng khả năng tổng hợp canxi vào cơ thể. Ngoài ra còn hàm lượng cao sữa non, đạm whey cùng 20 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu khác nữa. Này yên tâm lắm nha, vì đây là hàng Việt Nam chất lượng cao, nguyên liệu nhập khẩu 100% từ New Zealand và được sản xuất bởi công ty cổ phần dược quốc tế Samico, thương hiệu sữa Việt Nam đã quá nổi tiếng trên thị trường với nhiều giải thưởng như top 10 thương hiệu vàng. Hơn nữa mùi vị thanh mát dễ uống nên bạn nhà mình rất là thích. Mỗi ngày mẹ chỉ cần cho con uống 2 đến 3 ly 200 ml vào buổi sáng và tối là cung cấp năng lượng cho cả ngày con học tập và vui chơi rồi các mẹ ạ. Đặc biệt là hỗ trợ cải thiện chiều cao chắc xương, giúp con bổ sung canxi trong giai đoạn dậy thì và tăng cường đề kháng, cải thiện trí não nữa. Các bố mẹ muốn con cao lớn thì thử Osami High Kids xem nhé. Giá cả hợp lý lắm mà đợt này đang có quà tặng, mua 3 hộp sẽ được tặng thêm một hộp nữa đấy ạ.